Đây là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần ra sân đều phải có 4 cảnh vệ dùng hết sức lực toàn thân để áp tải, toàn thân đều bị còng chặt, đến cả miệng cũng không thể lộ ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, tiếng thở bị dồn nén ấy vẫn khiến cho người ta sởn gai ốc khi nghe thấy. Anh ta chính là Kasma, vị vua mới trên sàn đấm bốc sau khi Boyka vượt ngục. Còn sau khi Boyka thoát ra khỏi nhà tù Nga, đã đến Ukraine, tiếp tục giấc mơ đấm bốc của mình. Anh đã tham gia những trận đấm bốc ngầm ở đây, phấn đấu để trở thành quyền vương thế giới. Hôm nay, người quản lý của anh mang đến cho anh một tin tốt. Chỉ cần anh có thể thắng được một trận đấu thì có thể tiến quân vào sàn đấu châu Âu, giành được cơ hội chứng minh bản thân với toàn thế giới. Boyka rất hưng phấn, trận đấu cũng nhanh chóng bắt đầu, đối thủ là một tuyển thủ Nga. Để có thể vào sàn đấu châu Âu, Boyka liền dùng hết sức lực. Nhưng sau khi đối thủ bị đánh ngã vô số lần, vẫn không biết mệt mỏi mà đứng dậy. Boyka muốn khuyên đối phương từ bỏ, nhưng đối thủ hiển nhiên không bằng lòng. Thế là Boyka cũng không còn nể tình, trực tiếp dùng một loạt chiêu liên hoàn để đánh ngã đối thủ, thành công thắng được trận đấu này. Tuy Boyka đã thắng trận đấu, nhưng đối thủ lại trọng thương không thể chữa trị được sau trận đấu. Trong lòng Boyka rất khó chịu, anh tỉnh lại từ trong ác mộng, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ về giấc mơ của mình. Thế là anh quyết định làm chút gì đó để bồi thường. Anh tìm tới người quản lý để nhờ làm giả hộ chiếu giúp mình, sau đó không màng tới lời khuyên nhủ của người quản lý, cầm hộ chiếu tới Nga. Boyka phát hiện vợ của đối thủ là Amber đã nợ băng xã hội đen địa phương một khoản tiền lớn. Mỗi tối đều bị đưa tới sàn đấm bốc ngầm, bưng trà rót nước cho khách ở đây. Amber nhìn sang phía anh, Boyka muốn tiến lên nói gì đó, lại bị vài vệ sĩ ngăn lại. Boyka vốn không muốn gây chuyện, nhưng sau khi những vệ sĩ này đi ra vẫn muốn dạy dỗ Boyka. Boyka trực tiếp tung vài cú đấm đánh ngã bọn họ xuống dưới đất. Lúc này, đại ca băng xã hội đen cũng đã đi tới. Nhìn thấy thân thủ Boyka không tồi, ông ta muốn bảo Boyka thi đấu cho mình. Boyka trực tiếp từ chối và đề nghị được nói chuyện với Amber. Đại ca xã hội đen cũng không đồng ý, trực tiếp uy hiếp Boyka, không được phép tìm Amber nữa. Boyka thấy đối phương đông người, chỉ có thể tạm thời rời khỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, Boyka đến nơi Amber làm việc, có điều đi đến cổng lại bị bảo vệ chặn lại. Vào lúc anh vung nắm đấm định kết thúc trận đấu, anh đột nhiên nhớ lại bộ dạng của đối thủ đã chết ấy. Anh không thể phạm phải sai lầm tương tự. Boyka đã ngừng tay, Amber cũng nhìn thấy. Dần dần, cũng bắt đầu hiểu được người đàn ông này. Cô đưa Boyka đến phòng tập luyện của chồng mình. Tuy căn phòng không rộng nhưng thiết bị lại đầy đủ, đủ cho Boyka tập luyện. Rất nhanh sau đó, trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Lần này đại ca xã hội đen không muốn để Boyka dễ dàng giành thắng lợi, trực tiếp cho hai tuyển thủ đồng thời chiến đấu với Boyka. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, còn Boyka lại nhất thời không thể thích ứng. Boyka nhất thời sơ hở đã bị đối phương đá vào phần bụng, vết thương nhiều năm trước lại tái phát, cơn đau dữ dội lập tức lan truyền ra toàn thân. Boyka đã phẫn nộ, anh hiểu ra rằng nương tay không thể giải quyết vấn đề. Mới đầu là anh dùng một cú đá để đánh ngã người đầu tiên trước, rồi lại tung cước đá ngã người còn lại. Cuối cùng anh đã quật mạnh một người xuống, rồi tung cả hai chân đá vào người còn lại, giành được thắng lợi trong trận đấu. Đại ca xã hội đen phát hiện tình hình không ổn, mau chóng liên hệ với trưởng giám ngục, bỏ ra rất nhiều tiền để đưa Kasma đến. Sau hai trận đấu, Amber bắt đầu thay đổi quan điểm về Boyka. Cô mang thuốc chữa trị vết thương ở eo trước đây của chồng cho Boyka. Còn trận đấu ở bên châu Âu cũng sắp sửa bắt đầu. Người quản lý bảo anh bắt buộc phải rời khỏi vào buổi tối. Boyka cũng đồng ý.
Buổi tối, trận đấu thứ 3 ở bên này đã diễn ra như đã hẹn. Tên tóc vàng này là tuyển thủ mạnh nhất trong cả sân. Trận đấu vừa bắt đầu đã khiến cho Boyka ứng phó có chút khó khăn. Còn anh ta hiển nhiên biết được phần eo của Boyka bị thương, vừa có cơ hội liền công kích vào phần eo của anh, khiến cho Boyka vô cùng đau đớn. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Anmer dưới sân, Boyka điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu dùng thực lực. Trước sự công kích mạnh mẽ và liên tục của Boyka, tên tóc vàng đã bị đánh đến mức ngây ra. Cuối cùng Boyka đã dùng một cú đá xoáy để kết thúc trận đấu. Boyka đã thắng cả 3 trận thi đấu. Vào lúc anh chuẩn bị rời khỏi, đại ca chặn anh lại. Mọi chuyện vẫn chưa xong, đại ca xã hội đen nói với Boyka, muốn để cho Anmer có được tự do, anh còn phải đánh bại tuyển thủ mạnh nhất của ông ta. Boyka phẫn nộ trách mắng rằng ông ta không giữ chữ tín, nhưng sau khi nhìn thấy Anmer ở phía xa, anh vẫn đồng ý. Còn chờ đợi gì nữa? Gọi tuyển thủ mạnh nhất của ông tới đây. Lần này đối thủ của anh chính là Kasma. Lúc ra sân, anh ta bị trói chặt, vài cảnh ngục ra sức kìm kẹp anh ta. Người bên cạnh nhìn đều sợ đến mức lùi lại. Đến cả Boyka cũng ngây ra, nhưng chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể liều một phen. Trước loại sức mạnh tuyệt đối này, sự công kích của Boyka đều có vẻ có chút bất lực. Vì đã quá mệt lại cộng thêm trên người có vết thương, Boyka nhanh chóng ngã xuống đất. Anh mở mắt ra một cách mơ hồ, đã nhìn thấy sự chê cười một cách vô tình của đại ca xã hội đen, còn cả ánh mắt tuyệt vọng của Anmer. Boyka lập tức hăng máu đứng dậy. Anh phát hiện tay chân của tên Kasma này vô cùng nặng nề. Boyka lợi dụng điểm này để điên cuồng tiến công, không cho đối phương cơ hội để đáp trả. Thắng được trận đấu, anh hưng phấn kêu gào. Nhưng vào lúc này, đại ca xã hội đen lại làm trái lại hẹn ước. Ông ta bảo thuộc hạ dùng gậy bóng chày để đánh lén. Khán giả chạy tán loạn. Boyka bị đánh đến mức sức đầu mẻ trán. Tâm niệm mà anh luôn tin tưởng cũng sụp đổ trong chớp mắt. Anh quyết định không mềm lòng nữa. Anh phẫn nộ đứng bật dậy, đánh ngã hai tên đàn em bên cạnh, sau đó tung hoành ngang dọc, đánh cho từng tên lưu manh ngã xuống, đuổi theo đại ca xã hội đen ra ngoài cửa. Đại ca xã hội đen uy hiếp Anmer. Vào thời khắc nguy hiểm, Anmer đột nhiên phản kháng, Boyka nhân cơ hội xông lên, đẩy ngã ông ta. Vì bị thương quá nặng nên Boyka cũng ngã xuống đất. Lúc này cảnh sát cũng đi tới, nhưng Boyka không bận tâm, chỉ cầu xin Anmer tha thứ cho mình. Sau một khoảng thời gian, Anmer đi tới thăm Boyka, nói lời cảm ơn với anh và tỏ ý rằng mình đã tha thứ cho anh. Boyka như chút bỏ được gánh nặng và có được cuộc sống mới. Anh cuối cùng đã được cứu rỗi. Cuối phim, Boyka tiếp tục trận đấu của anh trong nhà tù, lại trở thành vua đấm bốc trong tù.